Kính chào quý vị khán giả, tôi là Bảo Loan của bản tin Covid-19 247 do báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện. Chương trình ngày hôm nay, mùng 7 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Mỹ hỗ trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Phát hiện 3 F0 khi tham gia thi Trung học phổ thông quốc gia, phụ huynh và học sinh cần thận trọng hơn. 4 bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh với quy mô hàng ngàn giường bệnh đã đi vào hoạt động. Một người tiêm vaccine COVID-19 của hai hãng khác nhau có được không? Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 12 giờ trưa nay mùng 7 tháng 7, Việt Nam đã có 677 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh, 465 ca được phát hiện trong khu cách ly phong tỏa. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh là 613 ca, Long An 19, Quảng Ngãi 13, Bắc Ninh 6, Phú Yên 6, Trà Vinh 3, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Cà Mau 1, Đắk Lắk 1, Đồng Nai 2 và Hà Tĩnh 1. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 20.459 ca ghi nhận trong nước và 1.882 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 18.889 ca, trong đó có 5.303 ca đã được công bố khỏi bệnh. Bộ Y tế đã không ngừng đàm phán tìm nguồn vaccine từ nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới để nhanh chóng có nguồn vaccine thực hiện tiêm phòng COVID-19 nhằm đạt miễn dịch cộng đồng. Và theo dự kiến thì chỉ trong 3 ngày tới, 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Mỹ hỗ trợ sẽ về đến Việt Nam. Dự kiến cuối tuần này, 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ sẽ về đến Việt Nam. Đây là một phần trong 80 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ thế giới và là những liều vaccine đầu tiên được gửi tới Đông Nam Á. Vaccine Moderna có tên khác là Spikevax, sử dụng công nghệ mRNA giống với Pfizer, được tổ chức WHO phê duyệt vào ngày 30 tháng 4. Vaccine này có hiệu quả phòng bệnh tới 90%. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, vaccine Moderna có hiệu quả cao với biến thể Delta, nguồn gốc tại Ấn Độ. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine Spikevax hay Moderna phục vụ nhu cầu cấp bách phòng chống dịch. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam là đơn vị đề nghị phê duyệt. Hiện Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó gần 2,5 triệu liều do COVAX hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, khoảng 2 triệu liều do chính phủ các nước tặng. Phát hiện 3 ca F0 khi tham gia thi Trung học phổ thông quốc gia. Tuy nhiên đây cũng là tình huống mà Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm nay ở các tỉnh thành nói trên đã tính trước. Và theo đó, những điểm thi có F0 sẽ dừng gấp chuyển sang thi đợt 2 và thực hiện cách ly theo quy định. Hôm nay, hơn 1 triệu sĩ tử lớp 12 bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đặc biệt chưa từng có trong lịch sử với môn thi ngữ văn và toán. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết tâm kỳ thi diễn ra an toàn trên mọi phương diện. Tuy nhiên, cũng tính trước những tình huống có thể xảy ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi làm thủ tục thi vào ngày 6 tháng 7 và 2 trường hợp F0 tham gia thi môn ngữ văn qua test nhanh đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm thi phát hiện F0. Tuy nhiên trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phụ huynh và học sinh cần vững tư tưởng, không nên quá lo lắng. Điều tiên quyết để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tham gia thi là luôn thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, những nỗ lực hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, các bộ ngành, địa phương không chỉ giúp Bắc Giang gặt hái được một vụ vải bội thu mà còn mở ra những cơ hội mới cho nông sản Việt tiếp tục chinh phục thị trường quốc tế. Bắc Giang vừa trải qua mùa vải thiều có thể nói là khó khăn nhất trong lịch sử khi dịch bệnh bùng phát nhưng lại lập được những kỷ lục mới về sản lượng, chất lượng và tiêu thụ. Tại cuộc họp chính phủ thường kỳ ngày 1 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 200.000 tấn vải thiều trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp như một ví dụ cho thấy cái khó ló cái khôn. Nhìn rộng hơn, Thủ tướng đánh giá cao Bắc Giang và một số địa phương khác tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng vẫn đạt kết quả cao về tăng trưởng thu ngân sách, giải ngân và vốn đầu tư công. Những kết quả về sản xuất và tiêu thụ vải thiều đã góp phần để Bắc Giang đạt kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm, đồng thời góp phần vào mức tăng trưởng tới 3,82% của ngành nông nghiệp cả nước, cao nhất trong 10 năm qua. Việc bổ sung các bệnh viện dã chiến chuyên thu dung điều trị các trường hợp mắc mới COVID-19 hoặc các trường hợp F1 đang được cách ly tập trung, không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ là rất cần thiết. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 4 bệnh viện dã chiến với tổng quy mô hơn 12.000 giường bệnh đã đi vào hoạt động, thực hiện kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ hôm nay ngày 7 tháng 7, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 và số 4 với quy mô hơn 3.000 giường bắt đầu đi vào hoạt động. Trước đó, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 với quy mô 4.000 giường và Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID số 2 với quy mô hơn 2.000 giường đã đi vào hoạt động. Cả 4 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 đều tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có là ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu nhà tái định cư ở quận 12, khu nhà tái định cư ở thành phố Thủ Đức và khu nhà tái định cư ở huyện Bình Chánh. Hàng trăm chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố cùng hàng ngàn y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh được điều động luân phiên đến công tác tại 4 bệnh viện dã chiến này. Dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới người lao động trong mọi lĩnh vực, nhất là ngành hàng không, đường sắt, du lịch, người lao động có thu nhập thiếu ổn định. Hàng trăm nghìn lao động đã phải nghỉ việc không lương, làm luân phiên, nhiều người phải làm thêm nghề khác để góp phần ổn định cuộc sống người dân trong thời điểm khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trợ cấp 50.000 đồng trên một ngày cho lao động thất nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 50.000 đồng một người trên một ngày đối với người lao động tự do bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, người lao động tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục dạy nghề dân lập tư thục có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch sẽ được ủy hỗ trợ với điều kiện mức hỗ trợ 1.800.000 đồng một người cho khoảng 80.000 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động vẫn còn hiệu lực từ 30 ngày liên tục trở lên. Tính từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2021 và đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương. Trên thực tế, nhiều người đã đặt câu hỏi một người tiêm vaccine COVID-19 của hai hãng khác nhau có được không? Kết quả ban đầu trong thử nghiệm phối hợp hai loại vaccine COVID-19 khác nhau thực hiện với 633 người cho thấy phối hợp vaccine COVID-19 có lợi vì tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh. Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới không có khả năng cung cấp mũi vaccine phòng COVID-19 thứ hai cho người dân, câu hỏi đang được nhiều người quan tâm là một người tiêm vaccine phòng COVID-19 của hai hãng khác nhau có được không? Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, người dân Tây Ban Nha tiêm mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 là vaccine Pfizer đã cho kết quả đáp ứng miễn dịch rất tốt, thậm chí tốt hơn khi tiêm cùng một loại. Đồng thời, một số quốc gia như Đức, Canada, Anh, Thụy Điển, Pháp đã cho phép, thậm chí là khuyến khích người dân tiêm vaccine COVID-19 của hai hãng khác nhau nếu mũi 1 sử dụng AstraZeneca. Tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo về công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đã giao Bộ Y tế nghiên cứu phương án nên tiêm mũi 2 cùng loại hay khác loại dựa trên kinh nghiệm của thế giới. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng người dân không nên có tâm lý kén chọn chờ đợi các vaccine khác. Trước mắt, nếu có vaccine nào, hãy tiêm vaccine đó. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, dù được tiêm vaccine, người dân vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt đúng theo khuyến cáo 5K cộng vaccine của Bộ Y tế để phòng chống dịch tốt cho bản thân và cộng đồng. Hơn 97.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer BioNTech đầu tiên đã về Việt Nam. Và sáng nay ngày 7 tháng 7 tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tiến sĩ Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận lô vaccine phòng COVID-19 Comirnaty của Pfizer BioNTech gồm 97.110 liều. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vaccine của Pfizer BioNTech cho Việt Nam trong năm 2021. Với trên 20 cuộc họp và nhiều văn bản trao đổi, đàm phán trong hơn 10 tháng qua giữa Bộ Y tế và hãng vaccine Pfizer. Được sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự ủng hộ của các bộ, ngành, ngày 7 tháng 6, hai bên đã hoàn tất ký hợp đồng nguồn cung vaccine. Mới đây, Bộ Y tế đã gửi công văn hỏa tốc đến 63 tỉnh thành trong khắp cả nước về việc tiếp nhận công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về. Trong đó, tất cả những người từ Thành phố Hồ Chí Minh được coi là người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.
Thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin COVID-19 247 ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình cũng như người xung quanh. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo và chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch.